Vì làm sai, kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay lại một cái nổ nữa các bạn ạ. Chúc mừng anh Lịch và em Cường Trọc đã giao lưu thành công một cốt trực, nó thật các bạn. Đây, cảm ơn hai anh em đã bắt tay xong rồi. Đây các bạn nhìn này, nó khô này. Thực ra là cái này ít khi là video sai chia sẻ lắm, vì nó là những cái đồ để đang gọi là cũng giữ tí quý vị ạ. Ít khi chia sẻ lên. Và hôm nay anh Lịch bắt đầu ra quân. Ngày mùng 1 tháng 7 thôi nhưng anh Lịch bắt đầu ra quân quý vị ạ. Ở Ninh Bình hay gọi anh Lịch là anh Lịch Lan. Đấy. Và anh Lịch bắt đầu quyết định rồi. Anh ơi em hỏi tí. Tại sao giờ anh đi mua cây vậy? Anh chuyển từ lan sang cây cảnh. Là kiếm từ tiền từ lan đúng không anh ạ? Anh kiếm tiền từ lan sang đúng rồi, cây cảnh. Đúng rồi, đúng rồi. Đấy các bạn nhá. Một chút là như vậy. Ngày trước là anh Lịch là có chơi cây rất là nhiều và kiếm tiền ở cây cổ rất là nhiều. Và cái đợt lan là cũng anh Lịch cũng vào và cũng kiếm được một số tiền ở lan đấy. Và anh quyết định đầu tư sang cây để trở lại, đúng không anh? Nói chung là chúc mừng anh Lịch và em Cường Trọc đã giao lưu thành công. Một cốt trực nữa quý vị ạ. Mà anh Lịch thấy sao? Anh từ nãy giờ em đi với anh chỉ toàn thích trực anh Lịch. Hay là cái anh cây sở thích của anh là cây cổ. À cây cổ, dáng cổ đúng không ạ? Dáng cổ và nó được biến thể đấy đúng không anh? Nó xong bây giờ anh phải phun vào cái hàng trực này nó già. Vâng. Phụ sĩ này và thì chơi ít thôi nhưng mà chất lượng. Vâng. Nói chung là đây được cái chốt một cũng đúng được giật nhiều rồi anh Lịch ạ. Đây quý vị này. Một chốt một cũng giật từ chưa. Vâng nó chùn anh ạ. Ấy. Mà nó khô nó chùn hết thân này. Đấy, thật sự là như vậy. Nó chùn hết rồi quý vị ạ. Không, chúc mừng anh. Em đi theo anh nay quay được những cái video rất là vui, chia sẻ với quý vị và cộng đồng. Những cái này các bạn đợi một chút là nó hít hết vào quý vị. Đây nó hít như này này. Sau này nó hít hết như này thôi. Thì nó sẽ méo hết lại, nó không bị thẳng nữa. Còn đây là vết chặt sau nó cũng méo thân quý vị nhá. Đấy, nó méo thân hết quý vị ạ. Vâng, ui không anh ơi, vào đây đi. Anh vào đây anh nhìn tay một này. Đấy là mặt thôi nhưng mà nhìn anh nhìn thấy một đốm khỉu củ trỏ này. Anh nhìn thấy kinh điển chưa? Đấy. Tay một nó kinh không? Cái chốt một của tay một này. Nó kinh khủng quý vị ạ. Nó ủnh ra, nó vọc, nó chạy nha quý vị nhá. Đấy. Cái này nó toàn bộ nó có cái cút cổ sẵn rồi. Đấy, chia sẻ với quý vị và các bạn như thế. Video sai hôm nay thật sự là cái đam mê nên quay kể cả giữa trưa. Bây giờ là phải gần phải hơn 12 giờ rồi quý vị ạ. Mà mình vẫn cứ đang ở gốc cây để chia sẻ với quý vị đây. Niềm vui. Niềm vui, niềm vui. Được rồi, để đi xem mua thêm kỳ đã tiện chuyến anh ạ. Tiếp tục đi chuyến nữa mà. Để xuống Dũng Hoàng nữa mà, mấy chỗ nữa cơ. Hả? Mấy chỗ nữa bắt mình thẻ. Không, bảo nó đi vòng đường vòng luôn. Hôm nay nó vòng ngược vào đây. Xác định là hôm nay là anh bế hết về luôn. Bế hết. Vậy anh bảo vòng luôn đây đi. Bảo cầu vòng lên luôn. Nãy đang chở cây trên kia bạn ạ, các bạn ạ. Và đang vòng về đây bốc lên cái này luôn. Cũng quanh quanh Ninh Bình thôi quý vị ạ. Nhà em Thủy với em Cường quanh quanh đây thôi. Các bạn nhìn nó chùn này, cứ nhìn chưa? Ui nó vàng óng luôn, quý vị, nó chùn hết lại. Sướng chưa? Nói chung em Cường hôm nay bán cây này cũng không vui đâu. Thật là như vậy, cũng thực ra là thôi phải bán vì anh Lịch anh quay lại chơi cây nên là em Cường em mới bán thôi. Đây, cái đường chùn này, thằng này nhìn cái đường chùn này. Sướng cực kỳ. Sướng cô khô cổng. Nó thật với em nhá, anh thôi đục rồi anh nói nhá. Cái rễ này anh không cần đục một thế nào cả. Nó cả một cái phè mà nó được sống trâu đi lên đấy. Cái rễ này này. Thôi mấy nữa nó liền lại cái viện nó lại có điểm nhăn như này cũng ok nhưng mà ví dụ như là để là ok luôn. Không sao cả. Đấy giống cây cổ của em Khang kẻ sặt đấy. Nó bỏ từ xuống nó bỏ chân móng rồng em ạ. Cực phê, có cái này nữa phải lọc đi thằng này. Bảo Lịch lặc này đi để cho này nó nu cái gô này lên không cho nó kéo xuống nữa đấy lọc thì đây là cái xương sống trâu lên như này mà quý vị phải cắt luôn lộ luôn đường chạy đấy quý vị ạ đẹp cực kỳ luôn chân móng đẹp bẻ nhá tất cả là bẻ em ạ cắt bẻ bẻ gập xuống đây đây em còn nguyên đây này đấy vết bẻ luôn đấy kiểu nó dâng lên mà nó cái xương cây cổ nó ngửa lên đấy đấy bẻ nó xuống em bẻ còn đây em đục cho nó vỡ ra thật ạ nó vỡ thân. Không, ok mà, thật sự đấy. Em Cường em mua cái này được khoảng gần 5 năm rồi đấy. Cắt được gần 5 năm rồi. Video sai cũng hỏi mấy lần nhưng em bảo em nuôi. Nhưng hôm nay nó là cái duyên. Thật sự là quý vị các bạn không biết có suy nghĩ đúng như video sai nói không. Cây nó phải có duyên quý vị ạ. Các cụ hay nói là quý vật tìm quý nhân. Là có thật đấy. Nó phải có duyên. Video sai xuống đây suốt ngày này. Cũng hỏi nhiều lần này. Nhưng mà em bảo em nuôi.
Hôm nay sao nó là cái ngày, cái gì? Ngày mùng 1 tháng 7. Vậy mà anh Lịch anh đã bắt được. Tài thật. Được. Rồi, cảm ơn quý vị các bạn rất là nhiều đã cùng video Sai theo dõi, chia sẻ. Tiếp tục tiếng nổ nữa, thứ hai của anh Lịch. Bọn Sai, anh ấy kiếm tiền từ Lan, anh chuyển sang cây cảnh quý vị ạ. Cảm ơn quý vị rất là nhiều nha. Chào mát tí.